Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TVS và đây là Samsung Galaxy S23 Ultra. Thật ra từ cái lúc mình cầm trên tay cái máy này thì nó cũng đã cách đây khoảng gần một tuần rồi. Tuy nhiên thì các bạn cũng biết là mình cũng mới chuyển qua sử dụng nó mà thôi. Chuyển đổi tất cả dữ liệu từ con Galaxy Z Fold 4 qua setup nó và sử dụng nó như một cái máy chính cho cái công việc sử dụng hàng ngày. Và các bạn cũng biết là cái nhu cầu của mình nó cũng thuộc dạng hơi kinh dị một tí. Và đó cũng chính là một trong những lý do khiến mình rất là ít khi, không muốn nói là mình ngại sâu cái thời gian on screen lên ấy. Tại vì thật ra cái máy này vào tay mình on screen cũng cực kỳ là thấp. Thấp hơn hẳn so sánh với rất nhiều những bài test mà các bạn có thể thấy trên mạng. Tuy nhiên thì mình vẫn phải công nhận với nhau một điều. Đấy là Galaxy S23 Ultra năm nay xử lý rất tốt về vấn đề pin. Nên hứa hẹn nó mang lại một trải nghiệm khá tốt các bạn hả. Galaxy S23 Ultra cũng như là Galaxy S23 Series thì vẫn đang cho đặt trước. Ví dụ các bạn có thể tham khảo cái mức giá đặt trước tại Cellnet là cực kỳ thơm với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ví dụ trừ thẳng tiền và giá bán này, thu cũ đổi mới hỗ trợ này, rồi thêm nữa là trả thông qua những cái thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng thì chúng ta lại còn được giảm thêm tiền nữa. Đặc biệt là những suất đầu tiên các bạn còn nhận được rất nhiều những phần quà hấp dẫn ở bên Cellnet, ví dụ như cái ốp lưng các kiểu, nói chung là thú vị cực kỳ. Ok, hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình sau hơn 48 giờ sử dụng Galaxy S23 làm main phone và sử dụng trong rất nhiều mục đích khác nhau. Cảm nhận ban đầu là gì? Bắt đầu ngay sau intro nhé. Thật ra thì mình tính là mình giữ luôn những cái nội dung này mà mình sẽ dồn vào trong một cái bài đánh giá chi tiết, thật là chi tiết. Và cái bài đấy dự kiến chắc cỡ tầm khoảng 15 phút. Nhưng mà mình sợ dài quá. Tất cả cái thời gian mà mình đánh giá chi tiết nó sẽ lâu quá. Lâu quá như thế thì hết mất cái thời gian pre-order thì các bạn có mức giá tốt cho Galaxy S3 Ultra thì mình thấy nó cũng hơi phí. Nên là mình quyết định là làm luôn cái bài này, chia sẻ những cảm nhận ban đầu thật ra là khá là kỹ rồi để các bạn có thể nhận định một cách kỹ càng trước khi quyết định mua hay là không. Thì thôi gạt bỏ đi hết những cái yếu tố liên quan đến thiết kế các kiểu như thế nào thì mấy cái đấy mình không bàn đến nữa nhá. Mình thì dùng trần không dán màn, trần hoàn toàn không dán màn. Trước giờ dùng Samsung toàn thế à? Tại vì cầm nắm nó rất là sướng và cho dù là màn hình cong mình cũng không lo bị chạm nhầm vào cảm ứng ấy. Nên lúc nào mình cũng tự tin cầm nắm sử dụng một cách trần trụ nhất có thể. Cùng lắm thì chán thì mình có thể dán skin thôi, chứ gần như mình không đeo ốp lưng trên cái điện thoại này. Còn nếu các bạn thích, chúng ta cũng có rất nhiều mẫu ốp lưng xịn sò đến từ nhà Samsung hay là Cellnet cũng có rất nhiều những ốp lưng độc quyền đấy, thú vị lắm các bạn. Rồi, tay mình thì hơi ra mồ hôi một chút xíu nhưng cầm vẫn chắc chắn. Đấy là một cái điểm cộng đầu tiên trên cái điện thoại này. Nhưng mà nó to các bạn nhá, vẫn phải công nhận lại một điều là rất to. Đang cầm Z Fold 4, cái bề ngang nó bé quen rồi, cầm sang con này hơi lạ tay các bạn ạ. Ok, rồi yếu tố đầu tiên mình muốn nói ngay vào luôn đó là pin. Thì pin của Galaxy S23 Ultra năm nay thật sự thay đổi quá nhiều so sánh với Galaxy S22 Ultra hay thậm chí so sánh với cả Galaxy Z Fold 4 mà mình đang dùng nữa. Nói đúng ra, Galaxy Z Fold 4 là một trong những máy có cái thời gian sử dụng pin mà rất nhiều anh em đánh giá nó thuộc dạng tốt. Tốt khi mà không dùng quá nhiều cái màn hình lớn phía bên trong, khi mà các bạn sử dụng chính cái màn hình bên ngoài pin cực trâu. Nhưng mà nó chưa là gì so sánh với S23 Ultra ở đây. Pin rất là trâu, rất là lì. Và để sâu một cách cụ thể ra thì đây. Mình rất ngại sâu on screen, nhưng mà ok, mình sẽ vẫn sâu 7 ngày này. Thì cái ngày hôm 8 tháng 9 mình on screen 4 giờ 20 phút, thì lúc đấy pin nó còn khoảng 28%. Tức là nếu như để dùng full hết tất cả đến lúc mà pin nó xuống dưới 5% pin á, mình có thể tự tin khẳng định con này on screen cỡ khoảng tầm 5 tiếng rưỡi, thậm chí là hơn. Rồi ngày hôm qua đấy, 9 tháng 2 mình on screen là 4 tiếng 8 phút với rất nhiều những cái nhu cầu phím dưới đây, thì nó vẫn còn đâu đó tầm khoảng hơn 20% pin. Và mình vẫn phải khẳng định lại, nếu như mình dùng hết thì on screen của nó vào khoảng tầm hơn 5 tiếng là chuyện quá bình thường. Mình nhắc lại nhá, cái nhu cầu của mình nó rất khác so sánh với các bạn chỉ tập trung vào yếu tố giải trí. Con này mà chỉ để xem phim không thôi, chỉ để làm những cái cơ bản không thôi, pin nó cực kỳ trâu. Và cũng có rất nhiều những bài test của rất nhiều anh em khác đã làm rồi, và studio cũng đã làm rồi, mấy anh em bên nước ngoài cũng đã làm. Pin tương đương luôn với cả iPhone 14 Pro Max chứ không phải là vừa. Ok, thế rõ ràng luôn, cái nhu cầu của mình với quá nhiều email phải push liên tục, app ngân hàng chạy ngầm liên tục, ví điện tử chạy ngầm liên tục, rồi vô số những cái ứng dụng phía bên dưới đây, mà nó kéo được một cái mức thời gian on screen như thế thì thuộc dạng là cực kỳ tốt. Và trước đây mình dùng S22 Ultra on screen chỉ vào khoảng tầm 3 tiếng rưỡi, Galaxy Z Fold 4 có tốt hơn cũng chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 4 tiếng thôi. Các bạn thấy sao? Pin thoải mái. Và rõ ràng nếu như trong một vài trường hợp mình cần phải đi ra ngoài ấy, mình vẫn có thể tự tin chỉ cầm cái máy này thôi mà không nhất thiết phải mang theo cục sạc pin dự phòng.
Bởi vì có một cái yếu tố khác nữa rất là quan trọng. Khi mình sử dụng ở bên ngoài, dùng 4G LTE thì máy nó cũng không bị nóng lên quá nhiều. Đây là cái mấu chốt quan trọng nhất để khiến cho cái thời lượng pin sử dụng nó trở nên ổn hơn. Và nó cũng thoải mái tay hơn khi mà chúng ta sử dụng ngoài trời. Nhưng mà rõ ràng với cái thời tiết Hồ Chí Minh bây giờ cỡ khoảng hơn 30 độ ở ngoài đường thì máy vẫn sẽ nóng thôi. Và nóng nó vẫn sẽ đốt pin. Nên chắc chắn là những cái mốc on screen như vậy nó cũng sẽ rất khó để các bạn có thể so sánh, đánh giá. Nói thế này, nói thế kia, tại sao on-screen có như thế, thấp quá. Tôi on-screen được bao nhiêu cơ mà. Mệt lắm các bạn ạ, mệt. Nhưng pin rất ngon. Ok, yếu tố thứ hai là cái camera. Thì thật sự là cái camera của Galaxy S23 Ultra mình không biết phải chê nó ở cái điểm gì nữa các bạn. Thật ra vẫn sẽ có một vài điểm hơi lấn cấn nhẹ. Nhưng mà thật sự là trải nghiệm chụp hình với Galaxy S23 Ultra năm nay khiến mình thật sự là quá hài lòng luôn. Từ màu sắc nhá, chi tiết nha, hay thậm chí là khi so sánh với cả con iPhone 14 Pro mà mình đang sử dụng nữa, thì hầu như là hình chụp mình đều ưng ý từ chất lượng mang lại trên con Galaxy S23 Ultra này hơn. Chi tiết nha, màu sắc nha, thậm chí trước đây chúng ta vốn hay nói đấy là màu sắc ảnh của Samsung thì nó rực rỡ, nó nịnh mắt. Nhưng bây giờ trong một vài trường hợp thì cái màu trời trên iPhone nó tái thảo, nó còn ảo hơn so sánh với Samsung, nó còn dư sáng hơn so sánh với Samsung, và xử lý ánh sáng nó cũng kém hơn so sánh với Samsung. Đặc biệt là chụp trong một vài những môi trường mà cần phải xử lý HDR hay là những xử lý những cái ánh đèn đường các thứ thì iPhone thậm chí nó còn thua kém so sánh với Galaxy S23 Ultra. Và thậm chí trong một vài trường hợp mình cần phải chụp cận vào những cái món đồ nhỏ nhỏ như thế này. Đây là con switch, các bạn cũng biết nó nhỏ xíu luôn. Mình cũng có thể dí sát lại cái camera 1X để chúng ta có thể chụp với một chi tiết là cực kỳ tốt. Trong cái iPhone 14 Pro thì không thể làm được cái điều đó. Dí sát vào mặc định nó sẽ nhảy sang cái ống kính camera góc siêu rộng để mà chụp macro. Cái này thì cũng có tính năng như vậy, nhưng không cần dùng đến nó. Chỉ lúc nào các bạn dí thật là sát, sát đến mức độ không thể nào sát được hơn thì nó mới nhảy sang cái camera macro góc siêu rộng mà thôi. Nên rõ ràng, trong nhiều trường hợp, cái chi tiết mang lại trên Galaxy S23 Ultra nó tuyệt vời hơn rất nhiều so sánh với iPhone. Và mình thích cái điều đó các bạn ạ. Đấy. Nhưng quay video thì lại là một câu chuyện khác. Thật ra để mà nói thì quay video trên Galaxy S23 Ultra nó đã ổn định hơn rất nhiều. Ít giật hình hơn, ít drop frame hơn và ít bị cảm giác nó cứ bị khựng hơn rất là nhiều. Nói chung là quay video trên Galaxy S23 Ultra là những file của nó đã có thể sử dụng được trong rất nhiều mục đích khác nhau. Thậm chí là quay video 8K 30 frame nó cũng mang lại chi tiết rất ngon, màu sắc cân bằng trắng, thậm chí ngay cả cái chống rung của nó cũng cực kỳ là tốt. Mình cũng đã có video unbox cái kit phí mới của mình quay 8K 30 frame trong nhà, ánh sáng không quá tốt, chất lượng vẫn cực kỳ ngon. Quay 4K 60fps, mình cũng đã có một vài video quay review những cái món đồ chơi công nghệ của mình, hay thậm chí quay cả 4K 60fps trong những môi trường thiếu sáng, quay đêm luôn ấy, trong cái video mình đã unbox con Galaxy S23 Ultra này trên rooftop cà phê đấy. Mà thậm chí cái đấy còn là quay bằng camera 3x, nó vẫn mang lại một chi tiết cực tốt. Có chăng là cái đèn nó vàng nên cái da mình hơi bám vàng nhẹ chút xíu, thì cái đấy nó là do môi trường, không vấn đề gì cả. Nhưng rõ ràng cái camera của nó khi mà quay video cũng đã cải thiện rất nhiều. Và đấy, thật sự nó là một điều gì đấy quá tuyệt vời luôn. Nhưng mình vẫn chê một cái thứ khác, mà cái này thì không phải là chê Samsung mà là chê Android các bạn ạ. Up hình từ cái máy này lên trên Facebook vẫn bể, vẫn nản, bực, méo chịu được. Toàn phải chuyển file sang máy tính, sao up lên nó mới có độ nét tốt nhất, hoặc không up bằng iPhone các bạn ạ. Cái này nó là nền tảng, chịu, không biết nói sao giờ. Ok, rồi, tiếp đến đó là trải nghiệm sử dụng hàng ngày với tất cả những cái nhu cầu của mình. Thời điểm lúc mà mình test cái máy này khi chưa có nhiều dữ liệu như vậy, các bạn có thể thấy là tất cả những hiệu ứng bung ra bung vào mọi thứ nó rất nhanh, rất mượt các thứ đúng không? Nhưng mà đây, khi mà mình đã có quá nhiều dữ liệu phía bên trong thì cái độ mượt của nó có vẻ đã giảm đi một chút xíu. Nó vẫn sẽ có những khoảng khựng khựng. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn sẽ có những cái delay khi mình bấm nhanh các thứ như thế này. Đây nó là một cái điều rất là bình thường, một cái điều có thể nói là quen thuộc. Vấn đề này thì mình không rõ là nó đến từ yếu tố 8GB lúc này nó hơi đuối, hay là do lúc này cái máy phải xử lý quá nhiều những cái ứng dụng đang chạy nền phía bên dưới nên là nó bị chiếm hết đi cái bộ nhớ RAM. Thật sự thì cái này nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái nhu cầu sử dụng bình thường của mình. Bởi vì trong nhiều trường hợp mình cứ truy cập vào cái này, thoát ra vào cái này và kia, thoát ra các thứ thì nó cũng bình thường thôi. Mọi thứ vẫn nhanh, vẫn mượt, chả vấn đề gì cả. Nên cơ bản
mình đánh giá là cái độ mượt của nó vẫn đáp ứng rất tốt cho cái nhu cầu hàng ngày của mình. Có chăng nếu như nó mượt được hơn nữa, ví dụ nó RAM nó lên tầm khoảng 12GB, 16GB, chạy nó thoáng máy hơn, đa nhiệm các thứ sướng hơn thì chắc chắn nó sẽ phê hơn. Nhưng tổng thể nó vẫn đáp ứng một cách khá là tốt. Còn bản thân mình thì mình cũng không chơi game nặng nhiều. Cái game duy nhất mình chơi có là Liên Quân Mobile, thì các bạn cũng thấy trong rất nhiều bài test mình đã chơi rồi. Max setting 60fps, thậm chí vừa quay lại màn hình hay thậm chí vừa stream lên trên màn hình để mà live stream vẫn cứ là ngon lành hết. Nên riêng về khoản gaming và hiệu năng thì cá nhân mình đánh giá là con này nó quá đủ dùng. Và cái hay nữa là nó không nóng. Nó không nóng tí nào cả, chỉ hơi ấm nhẹ lên thôi nên dùng rất là sướng. Đấy, cầm trần tự tin, cực kỳ thoải mái. Nó quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ok. Rồi, một vài yếu tố khác thì ví dụ như là vân tay vẫn nhúng bên trong màn hình, tốc độ cực nhanh bởi vì nó là dạng vân tay siêu âm. Tay mình bây giờ đang khá là ướt ướt bởi vì tay mình ra mồ hôi mà. Nhưng mà chạm vào cái là mở một cách cực kỳ nhanh luôn. Camera selfie vẫn cho chất lượng cực ngon, quay video các thứ cũng cực ba cháy bọ chét bởi vì nó có dual pixel PDAF, lại còn quay 4K 60fps bằng cam trước lấy nét cũng cực kỳ là ngon nữa luôn. Rồi loa ngoài nghe cũng đủ hay, có sạc không dây, sạc ngược không dây các kiểu. Nhưng mà cái điểm chê nữa cuối cùng đấy là sạc nhanh chỉ có 45W. Nó thôi, cái này các bạn cũng biết là mình muốn nói gì rồi đấy. Nó còn không bằng cả mấy con tầm trung bây giờ đến từ Trung Quốc, không đỡ nổi. Chấp nhận. Tại vì Samsung cũng đã tính toán rất là nhiều thứ. Và Apple sẽ làm sạc nhanh nhưng Samsung cũng kể kiểu vậy các bạn. Ok, tóm lại. Galaxy S23 Ultra có khiến mình hài lòng hay không? Thì gần như mình hài lòng với tất cả mọi thứ. Thiết kế của nó thì không nói làm gì rồi. Trải nghiệm màn hình không nói làm gì rồi. Rồi chất lượng màn hình, camera, hiệu năng, độ mượt, ổn định, đặc biệt là cái thời lượng pin được cải tiến rất nhiều. Thì đó đều là những cái yếu tố khiến mình cực kỳ là hài lòng. Nhưng đương nhiên một vài những thứ mà mình vẫn chưa hài lòng thì nó đến từ yếu tố nền tảng Android. Khi sử dụng với những cái ứng dụng social thì nó up hình lên, up video lên nó không nét. Nói thẳng là như thế. Hay là tốc độ sạc của nó vẫn chưa thực sự là quá nhanh. Nếu như so sánh với vị thế của một mẫu flagship thì có thể nói là nó cực chậm. Vậy các bạn chấp nhận được hai cái vấn đề nhỏ nhỏ đó để đến với chiếc điện thoại này hay là không? À đấy, là mình còn chưa nói về S Pen đâu nha các bạn nhá. Tại vì kiểu mới dùng Z Fold chuyển sang con này nên là vẫn chưa quen lại với cái bút S Pen. Chiếc S Pen này thì nó thần thánh quá rồi. Nó là cái điểm thực sự là quá khác biệt so sánh với bất cứ chiếc điện thoại nào trên thị trường bây giờ rồi. Nên chắc mình cũng chẳng phải nói quá nhiều. Ok. Tóm lại, các bạn thấy sao về nó? Comment phía dưới nhá. Đừng quên đặt trước để có mức giá tốt nhất tại Xiaomi.net. Link phía bên dưới, nhớ click vào để tham khảo cụ thể hơn nha. Còn bây giờ thì bye.